Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô. Cô cũng ghi một suất trong đó rồi hả? Là một suất trong nâng cánh, nâng bước ngày mai phải không ạ? Xin chân thành cảm ơn tình cảm của cô cũng như tất cả quý vị các bạn dành cho chương trình cũng như là dành cho ca khúc vừa rồi của Mỹ Tâm. Thực ra là ca khúc vừa rồi cũng là một ca khúc mà các em đã yêu cầu Mỹ Tâm đấy ạ. Tâm nghĩ rằng là những cái sự lạc quan của các em làm cho Tâm cảm thấy rất là hạnh phúc. Bên cạnh đó thì Tâm nghĩ đôi lúc âm nhạc cũng mang đến cho mình những điều kỳ diệu phải không ạ? Tâm xin có một lời chân thành thôi, xin được gửi riêng đến với tất cả các em, dù cho cuộc sống các em đang khó khăn hay là trong mình phải chống chọi với tất cả những thứ xung quanh, thì các em hãy vững tin và hãy tin vào chính mình sẽ làm được những điều mà mình mong muốn. Và một ca khúc tiếp theo sẽ là một ca khúc Tâm và nhạc sĩ Cho Sung Chin cùng viết. Thì Tâm xin được gửi đến quý vị các bạn ca khúc được mang tên Niềm Tin. Ca khúc này Tâm sẽ cùng với Vũ đoàn MTE. Yeah.
MC, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, Mỹ Tâm và bài hát Niềm Tin. À, thưa quý vị, một bài hát sôi động, nhịp điệu luôn cuộn trào và hướng về phía trước phải không ạ? Và tôi nghĩ rằng bài hát ý nghĩa này đó cũng chính là thông điệp mà Mỹ Tâm dành những giây phút này để muốn thưa chuyện với chương trình ngày hôm nay phải không? Có thể là chúng ta ngay bây giờ đây chưa thể thay đổi cuộc sống với rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng mà với tất cả những gì mà cùng với là những tấm lòng như Mỹ Tâm và xã hội cộng đồng cùng chia sẻ thì chúng ta sẽ trao những cơ hội tốt đẹp cho các em để các em vững tin trong cuộc sống mà gìn giữ ước mơ và hướng tới tương lai, thưa quý vị. Cuộc sống luôn cần những điều mà để chúng ta chia sẻ phải không ạ? Và khi biết yêu thương và làm những điều thật sự giản dị thì đôi lúc đã trở thành một điều kỳ diệu đối với những người khác. Và chương trình Nâng Bước Ngày Mai hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến đài truyền hình thành phố đã nhân rộng ý nghĩa của chương trình đến với đông đảo khán thính giả. Chúng tôi cũng được trân trọng cảm ơn Hội Chữ Thập Đỏ các tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh đã hỗ trợ và phối hợp thực hiện chương trình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của công ty Vinamilk đã đồng hành cùng chương trình và mang đến cho chương trình thật nhiều ý nghĩa. Và thay mặt cho tất cả khán giả và các em thì tôi cũng có lời cảm ơn quỹ từ thiện Mỹ Tâm và ca sĩ Mỹ Tâm. Mình xin cảm ơn ban giám đốc nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các nghệ sĩ, các anh em diễn viên đã cùng tham gia rất tình cảm trong chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt là xin cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các khán thính giả. Và chúng tôi rất mong sẽ gặp lại quý vị các bạn trong chương trình Nâng Bước Ngày Mai lần tới. Xin cảm ơn rất nhiều và xin chào tạm biệt.